Cô Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số giò lan rừng cáo bắc và giá tiền tùy theo giò, và để cho các bạn dễ mua mình sẽ đánh mã số từng giò, và khi mua thì các bạn vui lòng nói với mình tên lan, mã số kèm theo ngày. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 2018. Bởi vì cáo bắc này mình quay rất là nhiều clip cho nên là để lấy đúng giờ các bạn muốn mua, các bạn vui lòng nói với mình ngày nha các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 2018. Và số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Phường Lan ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Các bạn ưng ý giờ nào các bạn ghi mã số lại và gọi điện thoại cho bên mình. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn giờ thứ nhất. Đây là lan rừng cáo bắc ha các bạn. Giờ thứ nhất có giá tiền là 200.000. 8. Nhiêu? 280.000 các bạn. Giờ thứ nhất 280.000. Con đứng xích xích ra chút, con đứng sát quá, cô quay không có được. Cây đang nhú vòi, có cây đang nhú vòi, một cây nhú vòi, ba cây kia có chưa? Một cây hả? Tiếp theo là giò số 2. Giò số 2 có giá tiền là 350.000. Chưa có giò. Tiếp theo là giò số 3 có giá tiền là 420.000. 1 2 3 4 5 cây. 5 cây hay 6 cây? 6 cây chứ ha. Đấy, con ngồi xuống con coi thì tí mà cô để cái máy mà không có cái giò lan. Tiếp theo là giò thứ tư. 210 hả? 210.000. Nè, nghe nách lá này nhú nè. Nhú hột gạo nghe nách lá. Nghe đi. Này bán trước rồi, quên đánh dấu á. Rồi, giờ số 4 210.000. Cái cây này thì cái nách lá nó mới vừa nhú hạt gạo rồi.
còn hai cây kia có. Hai cây kia không có. À, xoay đi, quay đi. Đang bắt đầu vô mùa cáo đó bạn. Cây nào chưa có hoa hoặc là đang nhú hạt gạo đó, các bạn về tiếp tục thực hiện chế độ kích hoa. À, các bạn xịt phân kích mông từng 2 lần, 3 ngày tưới 1 lần. Và đến cuối tháng 3 này thì mình nếu mà cây nào mà chưa có vòi, nếu mà tưới có vòi rồi thì mình tưới bình thường trở lại. Còn cây nào mà chưa ra vòi được, cái giò nào chưa ra vòi được thì cuối tháng 3 các bạn ngưng tưới luôn. Tưới đợi cho tới khi nó ra vòi là các bạn chăm sóc tưới trở lại. À, cây này đang nhú vòi nè. Đây là giò thứ 5, 210 nghìn. Số 6 hả? Giờ số 6 210 nghìn. Tiếp theo là giò số 7, giá 210 ngàn. Nhú giò chứ. Tiếp theo là chậu số nhiêu đâu rồi? Số đâu rồi? 8. Chậu số 8, 210 ngàn. Tiếp theo là chậu số 9. Chậu số 9, 210 ngàn. Tiếp theo là chậu số 10. Chậu số 10, 210 ngàn.
Tiếp theo là chậu số 11 210.000. Tiếp theo là chậu số 12. Chậu số 12 được một cây đang nhú rồi, đang nhú cái nắp lá. Chậu số 12 210.000. Chậu số 13 210.000. Chậu số 14. Chậu số 14 210.000. Chậu số 15 210.000. Cô Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật vui vẻ và nhiều thành công. Xin cảm ơn các bạn.